Nhận định bóng đá Đan Mạch và Australia vào lúc 19 giờ ngày 21 tháng 6. Có được tinh thần lên cao cùng đội hình có chiều sâu hơn, Đan Mạch đang tràn đầy tự tin đánh bại Australia ở lượt trận thứ hai tại bảng C. Qua đây Đan Mạch sẽ mở rộng hơn nữa cánh cửa lọt vào vòng knockout. So với Australia, Đan Mạch rõ ràng đang có được sự thoải mái về tâm lý hơn hẳn. Từ thắng lợi với tỷ số sát nút 1-0 trước Peru ở trận ra quân, 3 điểm trọn vẹn trong trận đấu trước Peru giúp cho Đan Mạch tạm xếp thứ hai ở bảng C sau Pháp. Trái với Đan Mạch, may mắn đã không mỉm cười với Australia khi để thua Pháp 1-2 trong lượt trận đầu. Chừng đó đủ thấy áp lực hẳn sẽ đè nặng lên đôi vai của đội bóng tới từ xứ sở chuột túi trong lần đụng độ những chú lính chì tối nay. Cũng như trận mở màn gặp Peru, sơ đồ 4-2-3-1 sẽ tiếp tục được huấn luyện viên Ayhari của Đan Mạch vận hành ở lượt trận thứ hai tại bảng C. Ngoại trừ sự vắng mặt đáng tiếc của tiền vệ William Witt do dính chấn thương trong trận đấu gặp Peru, ông thầy Harry tiếp tục có trong tay những sự lựa chọn tốt nhất với những cái tên đáng chú ý như Casper Mitchell, Simon Z, Tristan Edison, Andy Richardson. Riêng với Edison, tiền vệ khoác áo Tottenham tiếp tục cho thấy tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của mình trong lối chơi của Đan Mạch. Không ai khác mà chính tiền vệ đang có được phong độ bùng nổ, đã có đường kiến tạo thành bàn giúp cho Yusuf Poulsen ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu vừa qua gặp Peru. Xuyên suốt những gì mà Đan Mạch đã thể hiện trong thời gian qua, có thể thấy lối chơi của đội bóng Bắc Âu đã trở nên chặt chẽ hơn. Bằng chứng là họ đã giữ sạch lưới ở cả 5 trận ra sân. Mới đây nhất, sự chắc chắn trong lối chơi của Đan Mạch càng được thể hiện rõ nét hơn nữa qua việc đội bóng này mới để thua đúng 2 trận sau 18 trận trở lại đây. Đây hứa hẹn sẽ là động lực thôi thúc những chú lính chì thêm quyết tâm hơn trong màn bắn hạ chuột túi. Trong khi Đan Mạch chiếm ưu thế cả về phong độ lẫn yếu tố con người, khó khăn lại đang bủa vây quanh thầy trò huấn luyện viên Best Van Mavis. Đội hình của Australia lúc này đây không có được ngôi sao với đẳng cấp vượt trội, có khả năng soi chuyển cục diện như trường hợp của Edison trên phía Đan Mạch. Ngoài chất lượng đội hình được đánh giá thấp hơn, Australia còn có phong độ khá phập phù. Số liệu thống kê đã cho thấy đội bóng tới từ châu Đại Dương chỉ giành thắng lợi vỏn vẹn 3 trận qua 9 trận ra sân trở lại đây. Chiếm ưu thế về mọi mặt trước Australia, Đan Mạch hoàn toàn có khả năng làm chủ cuộc chơi trong 90 phút tranh tài giữa hai đội trên sân vận động St. Mara Arena. Đan Mạch đã thắng 5 trong 8 trận mới đây, nhất theo tỷ lệ châu Á. Australia thua 10, hòa 1 và thắng 9 trận, xa 20 trận vừa qua theo tỷ lệ châu Á. 6 trên 7 trận vừa qua của Đan Mạch cũng như 5 trên 7 trận mới nhất của Australia đã không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1. Ở bảng C, trong 4 đội bóng thì Đan Mạch được đánh giá cao hơn và nhiều khả năng sẽ đi tiếp. Tuy nhiên, để chắc chắn hơn, họ cần thể hiện rõ thực lực trước trận đấu gặp Australia. Hãy cùng soi kèo và nhận định xem đội nào sẽ giành chiến thắng và giành quyền bước đi tiếp. Ở kỳ World Cup 2018, đội tuyển Đan Mạch mang đến một hành trang khá tốt ở vòng loại khu vực châu Âu. Tuyển Đan Mạch giành được hạng 2 tại bảng E, sở hữu lối chơi thông minh, hiệu quả. Đội bóng đã giành được tấm vé đến nước Nga tham dự. Đây là lần thứ 5 họ tham gia thi đấu ở sân chơi này. Thành tích nổi trội nhất của đại diện Bắc Âu có được với kỳ World Cup đó chính là lọt vào tứ kết năm 1998. Trở lại World Cup sau một kỳ vắng bóng, những chú lính chì đã quyết tâm cao sẽ lập lại lịch sử lần nữa. Lá thăm may rủi đã đưa Đan Mạch rơi vào bảng đấu khá dễ thở. Có thể nói đây chính là lợi thế lớn cho đội bóng. Đối thủ của họ ở bảng C là Pháp, Australia và Peru. Đội quân của huấn luyện viên Ayhari được đánh giá cao chỉ đứng sau Pháp. Tuyển Đan Mạch sử dụng lối chơi khó chịu và tiến bộ vượt bậc. Năm nay họ có một đội hình chất lượng nên rất tự tin vượt qua vòng bảng. Dàn cầu thủ trẻ kết hợp và kinh nghiệm, những khuôn mặt ưu tú của đội hứa hẹn sẽ tỏa sáng ở kỳ World Cup 2018. Australia là một trong những đại diện xuất sắc của châu Á tại kỳ World Cup năm nay. Hành trình tham dự World Cup 2018 của xứ sở chuột túi vô cùng gian nan. Phải sau trận đấu play-off trước tuyển Serbia, họ mới có được tấm vé vớt. Tính đến thời điểm hiện tại, Australia đã 5 lần tham dự World Cup. Thành tích tốt nhất đạt được đó chính là lọt vào vòng 1/8 tại mùa World Cup năm 2006. Ở giải đấu lần này, đội tuyển Australia không được đánh giá cao, đặc biệt là khi họ rơi vào bảng đấu với hai đội mạnh như Pháp và Đan Mạch. Để vào vòng trong thì Đan Mạch chính là cái tên Australia phải cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé còn lại. Thành tích của hai đội, sự tương quan chênh lệch lớn nhất đó là về chất lượng đội hình. Đội tuyển Đan Mạch năm nay sở hữu nhiều cái tên chất lượng, thì Australia chỉ có cầu thủ kỳ cựu Tim Cahill. Nhiều chuyên gia soi kèo nhận định, mặc dù sở hữu lối chơi tiến bộ nhưng đại diện châu Á vẫn có phần yếu thế hơn đại diện châu Âu. Thực tế thì trong bóng đá,
chưa biết trước kết quả ra sao nên Đan Mạch không thể chủ quan tại trận đấu này. Bởi tuyển Australia đã chuẩn bị cho mình một năng lượng mới nên có những bước khởi đầu khá tốt trước thềm World Cup 2018. Họ ghi được tất cả 7 bàn và đã giành chiến thắng 3 trên 4 trận giao hữu gần nhất. Trong khi đó, Đan Mạch vẫn chứng minh sức mạnh của mình bằng 4 trận giao hữu bất bại. Dù chỉ ghi được 3 bàn thắng nhưng đây là thành tích nổi bật nhất vì họ phải đối đầu với các đối thủ mạnh. Hàng thủ, những chú đính chì chơi vô cùng chắc chắn. Họ đã giữ sạch lưới suốt 4 trận giao hữu trước World Cup 2018. Chính vì thế mà giới chuyên gia nhận định Australia sẽ rất chật vật trước trận đấu này. Lịch sử đối đầu Đan Mạch và Australia đã 3 lần đối đầu tại giải đấu giao hữu quốc tế kể từ trước đến nay. Thành tích nghiêng hẳn về chú đính chì. Đan Mạch ghi được 2 trận thắng với cách biệt 3-1 năm 2007 và 2-0 năm 2012 và để thua đúng 1 trận. Đội tuyển Australia có được 1 chiến thắng mỏng manh với cách biệt 1-0 năm 2010. Theo thống kê thì tổng số bàn thắng Đan Mạch ghi được là 5 bàn. Dự đoán tỷ số kết quả Đan Mạch và Australia. Ở trận trước, Đan Mạch thi đấu rất hay và giành chiến thắng trước Peru với tỷ số là 1-0 để tạm xếp thứ 2 tại bảng C. Tiếp theo đây, liệu Đan Mạch có thể tiếp tục giành chiến thắng trước Australia hay không? Thất bại ở trận ra quân càng khiến cho quyết tâm của Úc ở trận này cao hơn rất nhiều. Nhưng quyết tâm là một chuyện và làm được hay không là một chuyện hoàn toàn khác. Những miếng đánh của Úc vẫn còn quá đơn giản. Tuyến giữa đội bóng này phụ thuộc rất lớn vào khả năng cầm trịch của Mau. Với lối đá đơn giản đó, thật khó để đại diện châu Á có được bàn thắng ở trận này. Đan Mạch là cái tên chơi bóng đầy tính toán. Họ chấp nhận để đối thủ cầm bóng và làm chủ thế trận. Nhưng một khi có cơ hội, Đan Mạch luôn biết cách để kết liễu đối phương. Chính lối đá đó đã khiến cho rất nhiều trận đấu của Đan Mạch có ít bàn thắng được ghi. Nhìn vào tỷ lệ tài xỉu hai trái ở trận này cũng đủ cho thấy khả năng có nhiều bàn thắng thấp như thế nào. Điều đó hoàn toàn hợp lý với sự thận trọng của hai đội. Một thất bại sẽ khiến cho Úc chính thức dừng cuộc chơi từ vòng bảng. Vì vậy, lựa chọn xỉu ở trận này là lựa chọn hoàn toàn hợp lý. Đêm nay trước Hàn Quốc thi đấu hết sức đa dạng và càng lướt của Đan Mạch, nhiệm vụ ghi bàn của Úc càng trở nên khó khăn. Song nói như vậy không có nghĩa là móc trên thiếu đi sự tin cậy. Giống như Hàn Quốc Đan Mạch, Hàn Quốc Úc đã có màn trình diễn hết sức tốt trong trận ra quân trước Pháp. Tỷ số như 1-0 và 0-0 là những dự đoán tỷ số khả quan cho trận Đan Mạch và Úc. Với tâm lý thoải mái khi ra trận của Đan Mạch gặp một đội bóng trung bình như Úc thì chẳng ngại việc gì Đan Mạch chơi hấp tấp và đôi công với Úc làm gì. Điều họ cần là phòng thủ chắc chắn và tận dụng sai lầm của hàng thủ Úc.